Hello, xin chào các bạn. Lại là mình Vũ Hương Thảo đây. Ở trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng làm những bức ảnh có độ mờ dần với những khoảng trắng như thế này để bạn có thể viết chữ vào. Hoặc là những bức hình này thì được làm mờ bằng hai màu khác nhau, có là xanh lá và xanh da trời, để khi bạn viết chữ lên thì những khoảng này nó sẽ tạo nên sự nổi bật. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Thì mình sẽ chọn một khung ảnh, một bức ảnh bất kỳ đưa vào khung hình và căn chỉnh lại. Bạn sẽ thấy là có nền trắng ở đây, thì mình sẽ tạo cho bức ảnh này mờ dần rồi chuyển hẳn thành màu trắng giống như nền. Thì mình sẽ làm như sau, đó là vào thành phần, bạn gõ từ khóa là gradient, ok, và chọn đồ họa. Thì đây chính là thành phần mà mình cần. Tên của nó thì khá là dài, gradient surface tool transparency gì đó. Đó thì bạn có thể nhớ là nó là cái hình này, rồi bạn chọn hình này rồi, và mình sẽ đây, nó bạn thấy là nó có cái khoảng mờ dần đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng cái thủ thuật này bằng cách là vào phần lật, chọn lật ngang để đưa cái phần đậm hơn của nó về phía nền, và mình nó đang màu tím thì mình sẽ chuyển nó sang màu trắng rồi, và bạn đặt vào đây, đặt vào đúng cái đường viền của bức ảnh và kéo. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo ra được cái độ mờ cho bức ảnh chuyển dần về màu trắng đúng không ạ? Và bạn có thể viết phần chữ lên đây thì nó sẽ rất là nổi bật. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái chữ như thế này. Mình sẽ copy toàn bộ cái chỗ này. Thì tiện đây mình cũng giới thiệu với các bạn là để có thể làm được cái khung như thế này thì bạn vào thành phần và gõ là từ khóa là khung chữ nhật, chọn đồ họa thì nó sẽ ra một cái khung này, thì bạn chọn vào cái khung này. Đó thì nó sẽ ngay lập tức nó xuất hiện cái phần đề xuất đa dạng. Bạn bấm vào xem tất cả thì nó ra rất là nhiều loại khung ở đây, và tùy bạn có thể lựa chọn cái khung phù hợp, hoặc là những cái từ khóa khác bạn có thể làm là khung hình vuông hoặc là khung hình tròn. Ok. Thì đó là cách để tìm cái khung này. Rồi mình sẽ copy cái khung này, nhóm nó lại và copy nó và thả xuống đây. Dán xuống đây. Mình sẽ chuyển màu. Màu đen đi để nổi bật. Ok, như vậy là chúng ta đã được một bức hình mà có thể giúp bạn để thể hiện được cái tiêu đề, cái nội dung của bức ảnh đúng không ạ? Ok, và chúng ta sang một cái cách thứ hai nữa. Còn cách thứ hai nữa để làm ảnh mờ. Ok, mình tiếp tục chọn bức ảnh này. Thì cách thứ hai này thì nó sẽ không có nền nữa, và mình sẽ làm mờ ở trên chính cái bức ảnh, căn chỉnh lại bức ảnh này. Rồi mình sẽ làm mờ một cái đoạn của bức ảnh, và mình cũng tiếp tục chọn lại cái thành phần gradient này, đưa nó sát vào viền của bức ảnh và kéo ra. Rồi, và cái phần này mình sẽ chuyển thành màu nâu để nó phù hợp với lại cái sắc thái của bức ảnh. Đấy, thì là mình đã làm mờ được một khoảng của bức ảnh rồi đúng không ạ? Ok, và chúng ta copy cái này và đưa xuống đây. Và chuyển cho cái chữ này thành màu trắng. Khung cũng thành màu trắng. Và như vậy là bạn đã được một cái mình đã cho cái gradient nó đậm hơn lên để cho cái chữ màu trắng nó nổi bật. Ok, và như vậy chúng ta cũng đã được một bức hình theo kiểu khác, kiểu làm mờ khác. Và chúng ta sang cái kiểu làm mờ thứ ba. Và chúng ta sang kiểu làm mờ thứ ba, đó là sẽ làm mờ bức ảnh bằng một vài khoảng của bức ảnh bằng những gam màu khác nhau. Và mình sẽ copy cái bức ảnh này xuống. Ok. Ok, bạn vào thành phần và gõ từ khóa là gradient blue. Vào đồ họa, hoặc là đây nó chính là cái hình này. Đấy, thì bạn kích vào. Thì tên của nó khá là dài như thế này. Đó, nhưng bạn chỉ cần nhớ cái từ khóa là gradient blue thôi. Ok, mình sẽ đưa cái này
vào đó thì nó cũng là một cái cách để làm mờ. Ok, đưa vào góc. Bạn có thể để ở bất cứ góc nào nha, đây mình chỉ ví dụ một cái góc này thôi. Bạn kéo ra. Căn chỉnh cái chỗ mờ nào mà bạn muốn. Và cái này nó cho phép mình đổi màu thì mình tạo một cái màu khác, ví dụ màu xanh này. Ok, cái này các bạn có thể nghiên cứu để làm cái màu nó hợp lý hơn nhé. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ thôi. Đó thì là bạn cũng đã tạo mờ được. Và trong nhiều khung hình thì bạn có thể làm mờ ở những góc khác nhau nữa. Mình chưa thấy để tìm cái màu nào nó hợp lý. Rồi và mình sẽ copy cái chữ này xuống. Đây, chuyển nó, lấy chữ màu đen đi để nó nổi hơn. Đó, mình giả sử như vậy và các bạn có thể tìm kiếm những cái màu sắc hợp lý hơn để đưa vào khung hình. Đây ở ở trên cái cách đầu tiên này ấy, thì cái đây mình đang để là nền màu trắng đúng không? Nhưng bạn hoàn toàn có thể tạo nên những cái nền khác. Ví dụ mình chuyển sang nền màu màu xanh thì cái phần gradient này mình cũng sẽ chuyển nó thành màu xanh. Đó, như vậy thì nó sẽ mang cái sắc màu xanh đúng không ạ? Thì bạn có thể tùy tùy chỉnh được cái màu sắc cho nó. Ok. Bạn hoàn toàn có thể dùng những kiểu ảnh này để đăng lên Facebook, đăng lên website. Không cần phải là một người học Photoshop. Chúng ta cũng chỉ cần một vài cái kỹ năng cơ bản rất là đơn giản và nhanh để làm được những cái kiểu ảnh mờ dần đúng không ạ? Ok, và chúng ta hãy xem lại một chút cái thành quả. Nếu thấy điều này hữu ích, bạn hãy bấm nút subscribe kênh để ủng hộ mình và bật vào thông báo hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Cảm ơn vì đã xem đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại.